Bà tại đức con có phát nguyện là và luôn thành theo nguyện này. Chỉ cần con đi đâu trên đường mà con thấy nhà có người đã mất, có xe tang chạy qua, con tự phát tâm niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát và chú vãng sanh cho đến khi con đến địa điểm làm việc, nhà công ty. Xong con hồi hướng hết về cho người đã khuất mà con vừa gặp. Mong người đã mất nương vào thiện duyên nghe được một câu một chữ do con niệm ra mà phát tâm Bồ Đề được giải thoát. Hạnh nguyện này con không biết có thật sự giúp được các chúng sanh người đã khuất không. Thì xin thưa là nó chỉ là cái thiện chí thôi nha. Tức là mình có thiện chí muốn giúp người ta, nhưng nó chỉ là dừng ở mức thiện chí thôi. Còn ở trong chú giải pháp cứu á, hoặc là trong kinh bên ngoài bức tường của tiểu bộ á, mình muốn giúp người ta đó thì phải làm phước đến tam bảo, rồi hồi hướng phước đến cho người đó thì nó mới có tác dụng. Còn cái kiểu mà quý vị đang làm thì sư chỉ nói là nó chỉ là thiện chí thôi à. Còn muốn xài được á, là phải làm phước hồi hướng nha. Tức là sư nói thí dụ như mà quý vị thấy nhà đó có người mất à, thì quý vị đi làm phước cúng dường chay tăng, cúng dường xong rồi đó, quý vị đem cái phước đó đó, quý vị tới cái chỗ mà họ đang làm đám tang á, tới nói à, thôi ghé ngang qua cho xin thắp một nén nhang. Nói như vậy thì thường người ta cũng sẽ cho vô mình thắp nhang thôi, thắp nhang người mất mà không ai cấm cản đâu. Tức là sau khi làm phước cúng dường bố thí rồi, đi tới chỗ đó, chỗ đám tang á, xin vô thắp một cây nhang. Đi vô trong đó quý vị thắp và quý vị khấn như thế này là tôi vừa mới làm phước xong như vậy như vậy như vậy đó. Tức là thí dụ như tôi vừa mới làm trai tăng cúng dường tam bảo xong thì tôi hồi hướng phước này tới cô, tới chú, tới anh, tới chị, tới em. Mong cho nếu quý vị có nghe được thì hãy hưởng phần phước đó. Thì như thế họ mới hưởng được. Còn cái cách mà quý vị nói thì nó chỉ là thiện chí thôi ha. Sư qua câu hỏi tiếp theo.